Chào tất cả các bạn, chào tất cả các chị. Video hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn cùng các anh chị cái cách mình tạo câu intro, câu gian tấu trên cái tông La Thứ nha bạn, mà dựa theo dòng hòa thanh quảng 4 của tông La Thứ, hay là mình nói dòng 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 của tông La Thứ cũng được ha. Tại sao mình nói dòng 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5? Tông La Thứ, mình chơi tông nào thì mình tính nó là bậc 1. 1, 4, La Si Do Re. Rê thứ 1, 4, 7, La Si Do Re Mi Fa Son. 7 là son trưởng. Bậc 3, La Si Do, đô trưởng. 1, 4, 7, 3, 6, La Si Do Re Mi Fa, ba trưởng. Bậc 2, La Si, Si thứ 7 gián 5. Bậc 5, La Si Do Re Mi, Mi 7 hoặc Mi trưởng. Rồi về, trở về chủ âm La Thứ. Dòng hòa thanh 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 của tông La Thứ gồm các hợp âm 1, chủ âm La Thứ. Bậc 4, Rê Thứ. Bậc 7, Son trưởng. Bậc 3, Đô trưởng. Bậc 6, Pha trưởng. Bậc 2, Si thứ 7, gián 5. Bậc 5, Mi trưởng hoặc Mi 7. Về La Thứ hết một cái dòng. Người ta mình dựa theo cái dòng này, mình đi một cái câu solo trên từ cái hợp âm này qua hợp âm kia trên dòng hòa thanh này để mình làm câu dạo. Khi anh em đi chơi nhạc có những bài hát mình đâu có thuộc câu dạo đâu, người ta hát bolero hoặc hát rumba hoặc hát đít cha cha, hát đít cô gì đó ha. Mở nhịp 4/4. Nhịp 3/4 không áp dụng câu dạo được nha bạn. Đó, nhịp 4/4, nhịp 2/4. Đó thì mình lấy cái câu dạo này ra để mình, ví dụ ta hát ở tông La Thứ thì mình dạo câu này ở tông La Thứ. Còn nếu ta hát ở Rê Thứ thì vừa rồi mình có chia sẻ Rê Thứ cái bằng dạo ha. Rồi, bây giờ vô bài luôn để đỡ mất thời gian các bạn. Trước tiên thì mình chia sẻ một cách thật chậm, ở tiết tấu thật chậm ở tiết tấu của điệu bolero. Rồi khi quen rồi anh em mình tăng tốc lên, mình chơi ở mình những điệu khác nha bạn. Rồi giờ mình điệm điệu bolero trên cái dòng hòa thanh 1 4 7 3 6 2 5 của tông La Thứ ha. 2 3 là 1. Rê là 4. Son trưởng là 3, 7. Đô trưởng là 3. Pha trưởng là 6. Si là bậc 2, Si 7 gián 5 á. Mi 7 quy trưởng bậc 5. 1 4 7 3 6 2 5. Rồi về một đọc tên hợp âm là Rê Son Đô Fa Si Mi La. Rồi mình tạo câu nè, từ La Thứ ha, thì mình nắm, anh chị mình chịu khó, nếu mà anh em mình hãy biết nhạc lý tí xíu ha, cấu tạo của La Thứ là La Đô Mi. Còn nếu anh em mình không biết nhạc lý, không biết cấu tạo gì hết thì đánh theo mình vẫn được, không có gì hết. Còn nếu biết cấu tạo thì mình vừa có tạo hai mâm, các bạn anh chị mình có thể tạo ra câu khác mình cũng được nữa bằng cái cách này nè. La Đô Mi thì mình tạo câu trong La Thứ, ví dụ nè: bùm thằng ta ránh chết bùm chết. Mình vô hết 4 nha. 1, 2, 3 La Thứ. Và từ La Thứ qua Rê Thứ, mình biết Rê Thứ cấu tạo là Rê Pha Lá ha. Mình vô mình chạy câu sau rớt vô ba cái ngõ này. Đó mình chọn rớt, mình chọn rớt nó pha. Từ La Thứ này nha: bùm tăng 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 chết bùm chết. La Si Đô Rê Mi. Bây giờ mình chia sẻ thôi, khoan nhịp gì hết nha. Rồi từ đó là La Thứ rồi á. La Si Đô Rê Mi La Thứ. Từ Rê Thứ qua Son Thứ là bậc 1 qua bậc 4 á. Thì mình qua từ La Thứ qua Rê Thứ thì mình nè. Trong La Thứ nè, La Si Đô Rê Mi là đang mình bấm vào La Thứ. Rồi từ La Thứ bậc 1 qua bậc 4 Rê Thứ. Mình biết Rê Thứ nó tạo là Rê Pha Lá, thì mình chọn ba cái ngõ đó mình vô. Mình rớt cho người nó pha.
Fa son la son fa mi fa. Hang là qua, đó là qua rê thứ. Rồi từ rê thứ bậc 4 qua bậc 7 son trưởng. Mình biết son trưởng cấu tạo là son si rê. Đường bấm đen đường hang như mình chọn này cho chắc tiếng. Son si rê. Thì từ rê thứ nè. Mình chạy một câu qua ba cái ngõ này son si hoặc rê. Giờ mình chọn cái ngõ son. Son fa mi re do si nha. Mình chọn cái ngõ nó si. Rồi từ bậc 7 son trưởng qua bậc 3 đô trưởng. Cấu tạo của đô trưởng là đô mi son. Đô mi son ở đây cũng son trưởng, ở đây cũng đô trưởng, đây cũng đô trưởng nha. Đô mi son. Vậy từ son trưởng mình qua đô trưởng sao? Mình chọn ba cái ngõ đô mi hoặc son, mình rớt vô, mình tạo một câu si đô rê mi fa rê mi đô trưởng. Từ đô trưởng bậc 3 mình qua bậc 6 pha trưởng. Cấu tạo của pha trưởng là fa la đô ha. Thì mình chạy câu sao rớt vô ba nốt này thì được. Mình tạo mình chọn cái câu rớt vô nó đô hòa la đố mà ha, đó rớt vô ba nào cũng được hết. Kêu rớt vô nó mà không rớt vô ba nó này thì mình bấm pha trưởng ăn trét nha bạn, không vô. Mình chọn câu fa mi re đô si đô pha trưởng bậc 6. Rồi từ 1 4 7 3 6 bậc 6 bậc về bậc 2 hay là si thứ 7 giáng 5. Đây là họ màu rất hay, rất ma mị. Nó cấu tạo của si thứ 7 giáng 5 gồm các nốt si, fa, la, rê. Từ pha trưởng mình chạy về 3 4 cái ngõ này được. Cho bấm tới 4 nốt lần. Si, fa, la hoặc rê. Bây giờ mình trong cái câu này mình chọn về nốt rê. Anh chị mình có quyền chọn nhịp fa vẫn được nha bạn, nhưng mà mình chọn sao nghe cho thuận và chọn sao chọn đi cho đúng nhịp, đừng đi rất nhịp. Rồi từ hoa trưởng mình về qua si thứ 7 giáng 5 nè. Fa la đô rê kéo mi mi rê. Bấm qua si, mình bấm si 7 giáng 5 nè. Fa nè. Si 7 giáng 5. Rồi từ si thứ 7 giáng 5 này về mi 7 hoặc mi trưởng. Cấu tạo của mi 7 gồm các nốt si, mi, son thang, rê. Thì mình đang si thứ 7 giáng 5 nè ha. À. Về nó này cho nó hay. Về nó mì vẫn được. Các anh chị nào về nó mì được, như mình chọn về nó son thang. Cấu tạo của mi 7 gồm si, mi, son thang, rế. Thì mình từ si thứ 7 đến 5 nè, mình chạy về nó son thang. Mi 7 hoặc mi trưởng mình về la rất dễ. Mình nhấp nè, la mình la thăng mình nhấp qua la. La mi. La mi son si. Muốn son thăng được hay son thượng được? Son la. Là hết câu. Nha, làm lại nha. Mình nói lại các bạn, đây là mình gợi ý đến anh chị em mình ha. Còn mình có quyền, mình nắm được cái cách để tạo câu rồi thì anh em mình có quyền đánh khác chút xíu vẫn được. Anh tạo một câu khác chút xíu vẫn được theo ý của mình. Cái gì theo ý của mình nhớ rất là dai. Nhưng mà cỡ nào cỡ phải nhớ đúng nhịp. Khi mà mình tạo câu xong mình đánh xong mình đưa vô cái điệu bô rô đánh mà ăn nhịp thì mới được. Các bạn có đánh rớt nhịp là thua đó. Làm lại nha. La rê son see.
là 2, 3, vô phanh 4. Pha trưởng ha, gọi pha trưởng mình qua, mình qua, mình qua thằng mi thứ bảy tháng năm nè, si thứ bảy tháng năm nè. À, hết câu rồi, có quyền chạy câu bát vậy. Bỏ mình có chia sẻ câu bát này rồi ha, khỏi nói lại mất thời gian. Hay là câu, hay là câu solo đơn giản. Hay là câu. Bây giờ mình nói mình đánh nguyên cái câu intro này để các bạn mình nghe, bạn cảm nhận nha. Là sau cái câu solo, sau cái câu intro xong à, các bạn mình có quyền chọn chạy bass hay là chạy solo tiếp nữa ha. Điện câu đi ra vô, vô mình đánh xong cái có thể chọn câu này. La si do re re mi en mi la. Hàng câu mi fa sol la si do la. Hay là hàng câu fa mi re do si la. Hàng câu la do re mi re do. Mình đánh lại một lần nữa nha, bạn nghe nha. 2, 3. La Rê Sòn Đu Ta Si Mi mình áp dụng vô bài nào của Boro cũng được hết, tông ba thứ, bài nào hợp thì rất là hay, bài nào không hợp thì mình để mình làm cái chữa trái cũng rất là ok, tròn cái bài nhạc mình điểm như bạn. Vừa rồi mình có minh họa một hai bài bị dính bản quyền, mình bị tắt tiếng, bây giờ mình bị tắt tiếng trên cái video các bạn, nên các bạn mình xem thì cũng rất là khó chịu, đang nghe tưởng chừng tự nhiên mất tiếng và thông cảm nha, nó mất gần 2 phút rồi xong nó có lại bình thường. Cái video mà mình chia sẻ câu dạo trên tông rê thứ các bạn. Bây giờ mời các bạn nghe mình mở tiếng trống ra, mình đánh coi cái nãy giờ mình có đúng nhịp chưa ha. Anh em mình tập nhường nhuyễn rồi cái mình mở tiếng trống bolero rồi mình tập. Còn mình muốn tập ở một tiết tấu khác thì mình nhớ mở tiếng trống rumba ra hoặc là tiếng trống bossa nova vô. Bossa nova. Mở tiếng trống ra các bạn kiểm lại trả lại coi mình đánh có đúng hay không ha.
Sao ba? 1 2 3 4 xin phép nghỉ đi nha các bạn. Chúc tất cả các bạn mình tập đàn mau thành công ha. Các bạn mình cố gắng tập cái câu này. Nếu mà anh em nào mà nắm được cấu tạo âm có thể chế ra khác chút xíu vẫn được, nhưng cố gắng tập nhường nhuyễn rồi cái mình mở tiếng trống ra. Trước tiên mình mở tiếng trống bolero hơi chậm để anh em dễ đánh. Rồi sau đó mình đánh được bolero đánh vô nhịp rồi, bắt đầu mình mở tiếng trống rumba nhanh hơn tí hoặc bossa nova nhanh tí rồi mình cũng đánh cái câu y vậy, tăng tốc vô thì sẽ áp dụng vô điệu khác mà. Để khi mình ra chơi thực chiến, ai ca chậm thì mình chơi chậm, ai ca nhanh mình ca nhanh, mình chơi nhanh mình thích nghiêng mọi tình huống nha bạn ha. Rồi mình xin phép nghỉ đây.